Xin chào các bạn, chào mừng đến buổi livestream thứ 7 của thầy. Mới bắt đầu livestream thì chưa có ai. Thế thì thầy với tôi xin chào tất cả mọi người sẽ xem video này sau thầy làm xong buổi livestream này thì sẽ để trên trang của thầy để mọi người có thể học. Thì các bạn nhớ share và like bài này để mọi người, để nhiều người có thể có cơ hội học tiếng Anh một cách miễn phí và hay. Có 4 người xem rồi, ok. Thì giống như bình thường thầy sẽ chờ 5 phút hoặc là 15 người để mới bắt đầu dạy. Hôm nay thầy sẽ dạy về 12 thì trong tiếng Anh. Thì chắc là các bạn cũng thấy cái chủ đề này rất là phức tạp, bởi vì tiếng Anh rất kỹ về thì của động từ mình phải dùng khi mà mình nói. Và nhiều người bảo 12 thì nhiều quá, thì rất là phức tạp, thì thầy sẽ làm rõ. Bởi vì thực ra thì nó không phải là một điều phức tạp thế như có thể các bạn nghĩ, nhưng nó đơn giản. Thứ hai nữa thì thầy sẽ dạy về phát âm buổi phát âm của buổi livestream hôm nay là âm trong tiếng Anh. Nó cũng là một âm rất là gây rất là nhiều khó khăn cho các bạn, thì thầy sẽ cố gắng để lại làm rõ và chỉ một cách đơn giản. Thầy sẽ tiếp tục với một số từ quan trọng mà lần trước thì thầy chưa dạy kịp. Xem bây giờ phần comments như thế nào. Hello Khánh. Thank you Khánh. You too. Have a great evening. Bảy người rồi, tí nữa 15 người hoặc là 5 phút thì sẽ bắt đầu giải trình chính thức. Các bạn nhớ share bài này để nhiều người có thể có cơ hội có thể tham gia với chúng ta vào buổi livestream này. Mười người, chín người, lại 10 người, ok tốt. Lại 9 người, sẽ là có ai đó có vấn đề với wifi. Tuần vừa rồi qua các bạn thế nào? How was your week? Was it good? Was it productive? Productive. Yeah, means hiệu quả. Hello Hương. Hello anh chị. So how was your week? Was it the week? Was it productive? Còn vừa rồi thì có phải hiệu quả cho bạn không? Thầy hy vọng thế. Để thầy tôi đổi mạng. Ok, xin chào một lần nữa. Thì thầy thấy mạng wifi tôi yếu thì đổi mạng wifi khác. Nhưng mà nó lại do Facebook thì nó không kết nối nữa. Thế thì bắt buộc phải bắt đầu lại. Thế thì xin chào các bạn và lại chào mừng đến buổi livestream thứ 7 của thầy. Các bạn nhớ share và like livestream này để nhiều người có thể có cơ hội học tiếng Anh một cách miễn phí và hay. Ok, hello Tuấn. Thế từ lúc bây giờ thì chắc là 2 phút nữa thì thầy sẽ bắt đầu dạy chính thức. Bởi vì mấy phút đã qua rồi. Vấn đề với công nghệ này vẫn chưa hoàn hảo. So, vừa rồi thì thầy mới hỏi các bạn how was your week? Thầy đã giao một từ productive, không biết là bao nhiêu người biết. Productive means hiệu quả. Đợi thầy mãi. Đợi ở đâu? Thầy đang ở đây rồi mà. Thầy đã bắt đầu buổi livestream lúc 9 giờ rồi mà. Nhưng mà đã phải bắt đầu lại do thầy đã đổi mạng wifi.
So how was your week? Thầy không hỏi câu hỏi này mãi, không ai trả lời. How was your week? Để thầy viết ghi vào. Stage là how was your week? Hello, Vân. So week, how was your week? Was it productive? Có phải hiệu quả không? Thì chắc là tuần vừa rồi qua các bạn không hiệu quả lắm. Ít người trả lời thế. Có nghĩa là không người trả lời. Các bạn đừng buồn nhé. Rồi thì chắc là một phút nữa thầy sẽ bắt đầu thầy nhắc lại một chút. Hôm nay thầy sẽ dạy về 12 thì trong tiếng Anh. Nhiều người chắc là thấy điều này rất là phức tạp. Và khi mà mình nghe, mình nghĩ là rồi 12 thì trong tiếng Anh thì rất là phức tạp. Thì thầy sẽ làm rõ, thầy sẽ giải thích về mỗi thì này. Hôm là hôm nay sẽ giải thích toàn bộ về tất cả 12 thì này trong một hôm nay. Và bắt đầu từ buổi lần sau sẽ giải thích kỹ hơn. Rồi thầy sẽ tiếp tục với pronunciation âm trong tiếng Anh, không phải là tờ như tiếng Việt. Rồi thầy sẽ tiếp tục với một số từ quan trọng mà các bạn thường dùng sai. Thank you, Khánh. I feel really good, as usual. Như bình thường, as usual, I feel good. My week productive. My week was productive, Tuấn, okay? Very good. I am happy to hear that. Happy to hear that. Vui để nghe điều này. Mình nói câu này khi mà mình nghe hay là mình muốn tỏ ra cảm xúc đồng cảm xúc với người nghe. Hi Huy. Hi anh chị. Hi Phấn. Ok, thế thì thầy bắt đầu dạy chính thức nhá. Buổi hôm nay là buổi live stream thứ 7 và vào buổi hôm nay thầy sẽ dạy về 12 thì trong tiếng Anh. Nhiều người thì chắc là đã nghe về điều này là tiếng Anh có 12 thì về động từ và rất là quan trọng và rất là phức tạp. Quan trọng thì đúng, bởi vì tiếng Anh không phải như tiếng Việt. Tiếng Anh mình phải dùng đúng thì lúc nào mình nói về quá khứ, mình nói về tương lai, mình nói về hiện tại thì mình phải dùng đúng thì, không thể nói như tiếng Việt. Ví dụ là hôm qua tôi đang lái xe, tiếng Anh thì câu này sẽ là yesterday I was driving a motorbike or a car, which is wrong. Mà nó sai trong tiếng Anh, bởi vì trong tiếng Anh phải nói hôm qua tôi đã đang lái xe, nhưng mà lại trong tiếng Việt thì không có đã đang lái xe, đúng không? Thì tiếng Anh về vấn đề này phức tạp, nhưng mà thầy sẽ giải thích một cách đơn giản và sẽ làm rõ về điều này. Khi mà mình nghe 12 thì không nghĩa là rất là khó, nhưng mà thực ra không phải là như thế, bởi vì không phải là 12. Bí mật nhá, thầy sẽ nói tí nữa, sẽ nói chính xác. Rồi thứ hai thì thầy sẽ dạy về phát âm của chữ T trong tiếng Anh. Rồi thầy sẽ dạy về những từ rất là quan trọng nhưng mà các bạn có thể dùng sai, thường dùng sai. Rồi ok, các bạn nhớ like và share cái này để nhiều người cảm động làm vui, sẽ có cơ hội để học tiếng Anh với chúng ta một cách thú vị và hay nhé. Yeah. Rồi thầy bắt đầu nhé. Chút ok. Thì bình thường nha, các bạn biết là có 12 thì đúng không? Nhưng mà thực ra thì trong tiếng Anh chỉ có 6 thì thôi, chứ không phải là 12. Nhưng mà tiếng Anh có, mỗi thì sẽ có thì đơn và thì tiếp diễn. Thế cho nên là 6 nhân 12 thì sẽ là 12. Nhưng mà mình nghe là ôi dồi 12 thì nhiều quá, thì rất là phức tạp đúng không? Nếu mà mình nghĩ là chỉ có 6 thì thôi, thì nó đơn giản hơn. Có thì về hiện tại, tương lai và quá khứ, thì nó có 3 thời điểm, không phải thời điểm, 3 thời điểm trong cuộc sống, trong cuộc đời của mọi người, hiện tại, tương lai và quá khứ, đúng không? Để rõ hơn thì thầy sẽ lấy bảng nhé. Thì nếu mà ok, nếu mà cái này là gì? Là timeline, đúng không? Timeline tiếng Việt là gì? Timeline tiếng Việt là gì? Dòng thời gian. Dạ, dòng thời gian. Timeline của chúng ta, ok? Như thế, mình đang ở đây đúng không? Ở đây là now. Ok. Rồi trong tương lai thì sẽ là future. Alright. Đấy không phải là future nhé, future. Rồi đây thì sẽ là sẽ là past.
đúng không? Ok, thế thì về hiện tại bên nhà mình sẽ có present simple. Ok, present simple like I walk to school every day, I want ice cream, I love you. Ok, các thứ. He loves her, right? We love you, we want ice cream, we drive to school every day, yeah? Or present continuous. Okay, I am walking to school right now. He is driving a motorbike. Các thứ. Về cách sử dụng ấy, thì thầy sẽ nói qua. Hôm nay thầy sẽ nói chung về tất cả 6 thì, 12, 12 thì trong tiếng Anh. Thế về present, nói chung thì present simple mình sẽ dùng bình thường dùng về những cái gì thường xuyên xảy ra. Present continuous mình dùng với những cái gì đang xảy ra trong lúc mà mình nói hoặc là về kế hoạch trong tương lai. Nhiều sử dụng nhưng mà nói chung thì là về present, đúng không? Present simple, present continuous. Hiện tại đơn, hiện tại kia diễn. Rồi về past thì past sẽ có past simple. Ok, là I walked to school yesterday, I cooked dinner 2 weeks ago, they went to Nha Trang many times. Alright? So you have past continuous. Ok, past continuous. I was walking to school, I he was driving his motorbike, we wanted a guitar, right? And so on. Past nói chung thì mình sẽ dùng về những cái gì đã xảy ra trong quá khứ, không có liên quan gì đến bây giờ. Nó đã bắt đầu trong quá khứ và nó đã kết thúc trong quá khứ và xong. Thế rồi, đó là khi mà mình dùng past simple và past continuous. Ok, rồi. Ok, now the past perfect, let's put it in here. Bởi vì past perfect, past perfect and past perfect continuous. Yeah. Past perfect các bạn nên hiểu là như quá khứ của quá khứ trong tiếng Anh. Ok, nhưng mà mình có present và mình có quá khứ, past simple, past continuous. Thì mình sẽ có past perfect là quá khứ của quá khứ. Có nghĩa là khi mà mình trong bây giờ, trong now, mình nói về những cái gì đã xảy ra trong quá khứ thì mình dùng past simple. Và nếu mà mình muốn nói về những cái gì đã xảy ra trước những cái gì mình đã nói rồi trong quá khứ thì mình sẽ dùng past perfect. Ok? Vấn đề với cái past này thứ nhất là tiếng Việt không có past continuous. Nếu mà present simple thì sẽ là I go, I drive every day. Tiếng Việt, tôi lái xe hàng ngày. Ok? Đơn giản. Nếu mà present continuous, so I am driving, you are driving, thì tôi đang lái xe, bạn đang lái xe. Nhìn nhau, yeah? That's simple. I wanted a guitar for my birthday. Tôi đã muốn một chiếc guitar cho sinh nhật của tôi, đúng không? I walked to school yesterday. Tôi đã đi bộ đến trường hôm qua. Past continuous thì hơi phức tạp bởi vì tiếng Việt không có. Thì nếu mà trong tiếng Anh thì sẽ nói là I was walking to school yesterday when it started to rain. Thì tôi đã đang đi đến trường hôm qua và lúc đấy đã bắt đầu mưa. Ok, nhưng mà đã đang đi sai tiếng Việt đúng không? Tiếng Anh thì phải nói như thế. Rồi về past perfect thì tiếng Việt lại không có gì cả. Không có quá khứ, qua quá khứ. Cái gì trong quá khứ thì mình sẽ chỉ ra bằng cách là đó là đã xảy ra trước và thế rồi. Trong tiếng Anh thì cũng thế. Ví dụ nếu mà mình muốn nói về hôm qua tôi đã được về nhà. Ok, tôi đã, sau đó tôi đã rửa mặt, rồi đã nấu cơm, rồi đã ăn, rồi đã đánh răng, rồi đã đi ngủ. Tất nhiên là trong tiếng Anh sẽ không dùng đã ăn như thế. Ok, thì trong tiếng Anh thì cũng có thể chỉ dùng past simple thôi. Yesterday I came home, I washed my face, I cooked, I ate, and I brushed my teeth, and I went to sleep, right? Thì không vấn đề gì, nhưng mà
past perfect này sẽ dùng khi mà mình muốn nhấn mạnh điều là mình đã nói về một thời trong quá khứ rồi và một thời trước đấy có liên quan, thì mình muốn nhấn mạnh điều đấy thì mình sẽ dùng past perfect. Về cái này thì đây sẽ có một buổi riêng cho past perfect, đây sẽ dạy một buổi riêng cho tất cả. Thì như thế này, hôm nay chỉ nói chung chung, ok? Thế nếu mà present mình xong rồi, past simple, past perfect mình xong rồi, nhưng mà lại mình có một thì về past nữa, các bạn có biết là cái nào không, là thì nào không? Để xem có ai có thể biết trả lời cho thầy không? Hai chung này, hai thở, thì mình vừa nghe thầy một ngày thì về. Okay. Hello Linh Vinh Quang, không phải chỉ có 6 thi thôi. Thầy đang giải thích nhé. Ok, thì có ai biết thi nào trong quá khứ ngoài past simple và past perfect không? Thầy sẽ cho các bạn 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello Thoại, hello Trần Văn Thoại. 8. Thi nào trong quá khứ ngoại trừ past simple và past perfect? 8, 9, 10. Không ai biết. Chắc chắn các bạn biết về thi này nhưng mà là hơi chậm. Nó là present perfect. Present perfect thì gọi là present đúng không? Nhưng mà nó là perfect. Present perfect không phải là hiện tại. Nhưng tất cả sử dụng của present perfect có liên quan đến hiện tại. Thế thì nếu mà để giải thích ở đây trên dòng cuộc đời của mình nhé, trên timeline của mình, thì thầy sẽ phải nói như thế này. Ở đây thầy sẽ ghi là bảng hình nhỏ. Present perfect. Ok? Present perfect không phải là một thi present, ok? Nó là về quá khứ. Nhưng tất cả sử dụng của thì present perfect có liên quan đến hiện tại. Vì vậy nó gọi là present perfect. Ok? Ví dụ past simple, past continuous, ok? Quá khứ hết. Past perfect continuous, quá khứ hết. Present là present. Present perfect, bởi vì có perfect đó thì nó để phân biệt, nó không phải là present nhưng mà là một thi trong quá khứ nhưng mà có liên quan đến đến hiện tại. Ok? Về cái này present perfect là thì thực ra thì thầy phải chấp nhận present perfect là thì phức tạp nhất trong tiếng Anh, có nhiều sử dụng khác nhau và rất khó hiểu, thỉnh thoảng thì khó hiểu nhưng mà thầy sẽ làm rõ và sẽ giải thích cho các bạn một cách đơn giản thôi. Ok, các bạn nên nhớ present perfect thứ nhất thì luôn luôn có liên quan với hiện tại và bởi vì luôn luôn có liên quan đến hiện tại thì present perfect sẽ không bao giờ dùng với thời gian chính xác. Ví dụ yesterday, okay, no, I have been playing the violin yesterday. Wrong, okay? Or I have seen the movie yesterday. Wrong. Nếu mà mình muốn nói thời gian, khi nào cái gì đã xảy ra thì mình sẽ phải dùng that symbol. I played the guitar yesterday. Not playing it anymore. Hôm trước bây giờ nữa, hôm qua rồi. I watched a movie yesterday. I watched the movie yesterday. I watched that movie yesterday. Okay, nếu mà mình nói về thời gian, khi nào xảy ra thì dùng past simple. Nếu mà mình đã dùng present perfect thì mình dùng về những trường hợp khi mà thời gian không quan trọng hay là không cần biết hay là không biết, mình không dùng thời gian chính xác. Nếu mà đã dùng thời gian chính xác về present perfect, mình đã phải biết ngay là mình đã nói sai. Mình muốn dùng thời gian chính xác thì mình sẽ phải dùng past simple. Okay. Thế cái này để nói chung chung, okay, về sử dụng chính xác thì tất nhiên tại sao trong một buổi livestream thầy không thể giải thích tất cả 12 thì 6 thì nhân 2 của tiếng Anh được. Okay, nếu mà đã đơn giản như thế thì mỗi thứ thì cũng rất là đơn giản. Ok, bây giờ trong future mình sẽ có future simple, right? Simple. Yeah, like I will go to the market tomorrow. You will clean the house tomorrow. All right?
và future simple continuous. Okay. I will be going to the market tomorrow. You will be doing that tomorrow when I come. Vân vân như thế. Alright. Với cả nát trong future thì mình cũng có future future perfect. Okay, future perfect thì cũng không có liên quan ở đây đó, không có liên quan ở đây. Vẫn là trong future nhưng mà nó một sự rất là phức tạp bởi vì nó là như kiểu present perfect trong thời gian trong tương lai thì nó là future perfect. Simple and future perfect continuous. Okay. Nếu mà cái này ở trên dòng code đề của mình nhé. Nếu mà nhìn thấy thì cũng hơi phức tạp nhé. Thì sẽ làm lại, sẽ giải thích cho các bạn một cách kỹ hơn và rõ hơn. Rồi cho bây giờ nhé, thì nên mình để ý tất cả thì trong tiếng Anh sẽ có một phần simple và một phần continuous. Okay, một thì đơn và thì tiết diễn. Alright. Thế nên mà past perfect là một, nên với hai là hai đúng không? Past simple, một cái nữa thì 2 thì 2 cộng 2 thì 4. Present perfect cũng có present perfect simple, present perfect continuous, 6 thì rồi. Present, present simple, present continuous, 8 thì rồi. Future, future simple, future continuous. Ok, future continuous. 10 thì rồi. Và future perfect simple and future perfect continuous, 12 thì. Ok. Trước tiếp tục thì để xem nếu mà các bạn có câu hỏi gì không. Nếu mà hello khi niệm bỏ quên, nếu mà chỉ nói tiếng Anh thôi thì rất là nhiều các bạn sẽ không hiểu. Ok, để nói tiếng Anh thôi thì có rất là nhiều video trên YouTube người ta nói tiếng Anh và giải thích tiếng Anh bằng tiếng Anh thì nhiều cái đấy cũng không ăn thua. Thầy cố gắng để giải thích bằng tiếng Việt để nhiều người có thể hiểu rõ. Bởi vì tiếng Anh cũng chắc là không phải biết 100% đâu. Vì vậy là muốn học thêm. I will study English next week. Yes, correctly. Very good. I want to speak English well, but it is so hard. No, it's not. Okay, I will show you the easy way. Okay. 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 Good evening, teacher. Good evening, Anna. Okay. All right. Thế bây giờ để thầy giải thích lại về những cái thì trong tiếng Anh. Okay, thế thì mình bắt đầu với quá khứ rồi nhé. Thì quá khứ nhất, như thầy đã giải thích trước, past perfect là như kiểu quá khứ của quá khứ. Thì sẽ là past perfect. Ok, past perfect như tất cả thì trong tiếng Anh chia bằng simple và continuous. Ok, thì chắc là các anh không cần biết ở đây bởi vì là tất cả sẽ là như thế. Thì mình có past perfect. Past perfect là như kiểu quá khứ qua quá khứ. Khi mà mình muốn nhấn mạnh, mà mình muốn chỉ rõ hơn về những cái gì đã xảy ra trước một thời nào đó trong quá khứ, mình đã nói với một thời trong quá khứ rồi và mình muốn nói về một thời đã xảy ra trước thời đấy thì mình sẽ dùng past perfect. Ok, nó về những hoạt động đã bắt đầu và kết thúc trong quá khứ, không có liên quan gì đến bây giờ. Rồi tiếp theo sẽ có past simple. Past simple. Past simple là có past simple hoặc là past simple continuous, tất nhiên rồi. Past, yeah. Ok, chúng ta đi vào là past. Thì past thôi là quá khứ, thì không phải tiếng Việt, ok? Này, về những hành động hay là những sự kiện đã xảy ra, đã bắt đầu xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc trong quá khứ rồi, không có liên quan gì đến hiện tại. Okay. Rồi, để kết thúc với thời quá khứ, mình sẽ có present perfect. Present perfect là một thì có rất là nhiều sử dụng trong tiếng Anh và vì vậy thì cũng nó rất là phức tạp. Để giải thích present perfect trong một buổi thì cũng rất khó, nhưng mà thế sẽ là những lần sau. Rồi present perfect thì một điểm chính về present perfect là
không sẽ không bao giờ dùng present perfect với thời gian chính xác. Nếu mà mình đã dùng present perfect, mình sẽ không sẽ hỏi nói về thời gian. Ok, thì đó là luật của present perfect. Nếu mà mình nói về quá khứ và nói giờ chính xác thì mình sẽ dùng past. Ok, present perfect tất nhiên cũng chia bằng present perfect simple và present perfect continuous. Alright, và hơn nữa present perfect luôn luôn có liên quan gì đến hiện tại. Ok, ví dụ nếu mà mình nói câu đơn giản nhất của present perfect, yeah, like I have been to Nha Trang many times. Ok, nhiều lần trong một thời gian, nhiều lần tôi đã đi đến Nha Trang, có nghĩa là từ quá khứ đến bây giờ, đến lúc bây giờ trong cuộc đời của mình, tôi đã đi đến Nha Trang 3 lần, thì đó là liên quan với hiện tại. Understand? Nhưng mà ví dụ về quá khứ, I went to Nha Trang 3 times last year. Mình phải nói khi nào tôi đã đi 3 lần đấy. Nhưng không có nghĩa là cả cuộc đời của mình đến bây giờ chỉ 3 lần. Năm ngoái thì tôi đã đi Nha Trang 3 lần, ok. Nhưng mà năm nay thì có thể tôi đã đi 2 lần nữa. Thì trong trường hợp này mà mình muốn nói về tất cả lần mình đã đi đến Nha Trang trong cuộc đời của mình mà không nói giờ chính xác, thời gian chính xác, mình sẽ dùng present perfect. I've been to Nha Trang 3 times. Ok. Rồi, sau cái này sẽ có present. Hiện tại, ok. Mình có present simple và present continuous. Tất nhiên rồi, alright. Khi mà mình nói về hiện tại. Rồi sẽ có future. Future giống như tiếng Việt sẽ có future, sẽ chỉ là tương lai thôi. Khi mà mình muốn nói về tương lai, đơn giản nhé. Future simple và future continuous. Tất nhiên sẽ được chia. Rồi hơn nữa sẽ có future perfect. Giống như tên của nó nói future perfect thì tất nhiên sẽ có cấu trúc thì giống giống với present perfect, nhưng mà về tương lai cách sử dụng thì cũng là hơi phức tạp, thì lần sau thầy sẽ giải thích. Thế thì đến bây giờ nha, mình thấy rõ ràng những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenses thì trong tiếng Anh, và tất cả thì này sẽ được chia bằng simple và continuous. Ok, thế cho nên nhiều người bảo là thì trong tiếng Anh rất là nhiều là 12, thực ra thì nó là 6 thôi, chia bằng 2 thì tất nhiên sẽ ok được ra là 12. Ok, thì nó là cái tất cả thì trong tiếng Anh. Buổi hôm nay thì thầy đã nói đơn giản về nói chung về tất cả 6 thì này và chia thì sẽ là 12 thì trong tiếng Anh. Bắt đầu từ tuần sau thì thầy mỗi buổi sẽ giải một thì. Ok, thì chắc là sẽ bắt đầu với present rồi với past simple, past perfect, rồi sẽ có future, future perfect, và cuối cùng sẽ có present perfect, bởi vì present perfect là thì phức tạp nhất, hoặc là sẽ có present perfect rồi cuối cùng future perfect. Ok, nhưng mà chắc chắn lần sau thì sẽ giải về present, sẽ bắt đầu dần dần để các bạn có thể hiểu tất cả về những thì của động từ trong tiếng Anh. Thế nên là một phần rất quan trọng, nhưng mà cũng thầy đã để ý, đã xem về cách người ta dạy ở Việt Nam thì dạy về ngữ pháp của tất cả động từ trong tiếng Anh trong một buổi hay là trong 2-3 buổi, rồi có bài tập, rồi người ta sẽ như kiểu là ok, bây giờ bạn biết lý thuyết thì phải biết nói, thì không phải như thế. Nhưng cái này thì rất phức tạp, và nếu mà mình cứ muốn học tất cả trong một buổi và mình sẽ không thể hiểu và lúc nào cũng sẽ dùng nhầm và sẽ sai, thì như thế dần dần thầy sẽ dạy và sẽ có bài tập các bạn có thể làm cùng với thầy trong buổi live stream, với cả ở nhà nữa là không muộn kiểu đó. Và trong những bài tập này thì mình sẽ xem chính xác theo cách thực hành luyện như thế nào mình dùng đúng, như thế nào mình dùng sai, và như thế này mình sẽ tiến bộ được. Ok, rồi để thầy kiểm tra bây giờ nếu mà có ai có những câu hỏi gì không. Trong giờ tiếp mình chỉ thường nói được hiện tại thôi. Không phải Nguyễn Hải Nam, thì đấy là một lần sau thầy sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà đây là một lỗi rất lớn, bởi vì thực ra trong phần giao tiếp mình ít khi dùng hiện tại đơn. Hiện tại đơn chỉ dùng về những cái gì luôn luôn sự thật, những cái gì nói chung. Và khi mà mình giao tiếp, chính là khi mà mình giao tiếp, mình nói về người ta, mình ít nói về những cái gì chung, mình nói về những cái gì mình đang làm, mình đã làm, mình sẽ làm, chứ không phải là hiện tại. Trong tiếng Việt thì chắc là như thế, nhưng mà thực ra thì trong tiếng Việt theo lý thuyết thì cũng không phải như thế, mình phải dùng quá khứ đã, tương lai sẽ. Nhưng mà trong tiếng Việt nói bình thường hàng ngày thì mình đã nói ngày mai thì không cần dùng sẽ nữa, sẽ tự hiểu ngày mai tôi đi chợ. Ok, còn nếu mà mình đã dùng yesterday thì lại không dùng đã nữa,
yesterday I go to school. Hôm qua tôi đi đến trường. Nhưng mà tiếng Anh yesterday go to school sai. Okay, tomorrow I go market sai. Alright. Thì thực ra trong tiếng Anh hiện tại vẫn ít khi sử dụng. Thôi mà phải nói tiếng Anh là như sao nói vậy? Hay mình phải nói sắp xếp theo các từ? Trần Văn Thoại không hiểu ý chính xác của em. Nói tiếng Anh là nghĩ sao nói vậy? Hay mình phải nói sắp xếp theo các từ vậy? Là như thế nào? Em có thể giải thích một chút nữa câu hỏi của em, bởi vì là thầy không hiểu ý rõ của em. Em có thể nói và nghe được nhưng không nhiều. Do em thiếu tư vựng và rất ít thực hành. Ok, về tư vựng này thì tất nhiên rồi, người ta khi mà mình biết ít tư vựng thì sẽ không hiểu lắm, không hiểu nhiều. Nhưng thực ra thì thầy cũng thấy chưa bao giờ gặp em thì không biết chính xác trình độ của em, nhưng thầy cũng không chắc chắn là em không hiểu nhiều bởi vì tư vựng hay là bởi vì chỉ tư vựng. Tư vựng là một phần, nhưng mà nhiều lúc khi mà mình không hiểu rõ người ta nói gì, kể cả người ta dùng từ của mình, dùng những từ mà mình biết. Là vì do mình phát âm của mình sai và mình không hiểu phát âm của người ta, chứ không là về tư vựng. Ok, thì chắc chắn là cả hai. Hi teacher, have a great life. Thank you. Emily Phan, hi teacher, hi. Ok. Trần Văn Thoại thì tôi vẫn chưa hiểu ý của câu hỏi của em, nhưng mà nếu mà thấy phải đoán thì chắc là em hỏi là khi mà nói tiếng Anh phải nghĩ trước nói hoặc là sau nói. Thì thầy nói rõ ràng khi mà mình nói tiếng Anh thì nếu mà mình nghĩ ok bây giờ phải nói như thế nào, bởi vì mình muốn nói về quá khứ này và trong quá khứ này theo nguyên tắc thì nó là như thế, thì tất nhiên sẽ không ăn thua. Nếu mà như thế thì sẽ có thời gian không thể, nhưng mà dần dần mình phải tập, bởi vì là nói như nào, não của mình là như một cơ bắp của mình. Ok, khi mà mình tập cơ bắp phần đầu thì sẽ rất khó và mình phải tập nhiều. Khi mà mình đã tập rồi thì sau đó mình sẽ làm và mình không cần nghĩ phải làm như thế nào, mình sẽ tự làm. Với não của mình thì cũng thế, với một khả năng nói thì cũng thế. Mình phải tập theo nguyên tắc, ok, ví dụ mình phải tương tượng, hay là mình khi mà tập ở trong lớp, hay là những bài tập với các bạn bè của mình. Mình nghĩ đúng rồi theo nguyên tắc, mình phải dùng như thế nào để nói thời câu này. Mình làm chắc chắn như thế này là đúng. Ví dụ hỏi thầy hoặc là hỏi ai đó hoặc là hỏi trên mạng, đừng hỏi bạn ở nhà nếu mà có ai không phải là chuyên gia, không phải là giáo viên dạy tiếng Anh, thì đừng hỏi bởi vì bạn biết sai. Thì hỏi ví dụ thầy trên trang này hoặc là kiểm tra nghiên cứu trên mạng. Nếu mà câu này đã đúng rồi, theo lời ok, thế thì mình dùng kiểu và cấu trúc của câu này. Và ok, trong trường hợp này thì được, thì trong một trường hợp tương đương với trường hợp này thì lại sẽ dùng như thế này. Và mình nói lại nhiều lần và tưởng tượng nhiều trường hợp như thế, và mình sẽ phải dùng cấu trúc này thì mình sẽ hiểu ok, thì trong trường hợp này mình phải dùng như thế này. Thì khi mà mình sẽ gặp trường hợp này trong thực tế thì mình sẽ tự nói luôn. Ok. Nhưng chứ không phải là mình học lý thuyết và ok, mình không luyện tập, mình bắt đầu đi nói chuyện với người nước ngoài hay là với ai đó bằng tiếng Anh, và mình ok, lúc đấy thì mình nghĩ theo nguyên tắc là như thế này, và theo nhiều nguyên tắc quá thì không thể có thành công. Nhưng mà mình làm như thế khi mà nói chuyện trực tiếp, mình phải chuẩn bị và phải tập từ trước. Với kỹ năng nào trên thế giới này thì cũng thế. Ok, Nguyễn Hoàng, làm thế nào để nói một câu đúng ngữ pháp là thầy? Ok, thầy vừa giải thích xong. Ok, thì cái này mình phải tập. Ví dụ khi mà mình một mình đang lái xe đi đến đường Sài Gòn rất là lớn. Ok, ở Hà Nội thì mình đi mất 10 phút, 15 phút từ A đến B thì nó là một chuyến đi dài rồi. Ở Sài Gòn 10 phút đến 15 phút thì bình thường. Thế thì khi mà mình ví dụ mình lái xe và mình đang nghĩ về việc của mình. Ok, những cái gì mình nghĩ, ok, mình đã làm gì và mình đã nói câu này đúng không? Mình nghĩ ok, mà bằng tiếng Anh như thế nào? Và mình cố gắng xem là những câu như thế này, nếu mà mình phải nói trong tiếng Anh thì phải nói thế nào? Rồi nghiên cứu và tìm hiểu và xem nếu mà mình đã ý mình nghĩ nói đúng hay không. Và khi mà mình xem là ok, đã nói đúng một câu như thế này, thì rồi mình tập cái đấy và mình để ý. Như thế này khi mà mình ép não của mình luôn luôn nghĩ làm thế nào để nói đúng. Cái câu này nói đúng thế nào, lúc nào cũng nghĩ là ok, cái câu này thì đúng như thế nào, trong trường hợp này sẽ phải nói như thế nào, ở đây thì nó là tương lai mình phải nói như thế nào, thì như thế nào mình sẽ tiến bộ. Ok, nếu mà
mình không tập, không thực hành thì không có nguyên tắc nào là mình phải có rất là nhiều nguyên tắc, và nếu mà chỉ nhớ và đi theo nguyên tắc mình sẽ không không có thành công được. Mình phải tập. Welcome. Okay. All right. So now let's continue. Tiếp tục với phần phát âm, pronunciation. Okay. Các bạn nhớ share bài này để nhiều người có thể xem và có cơ hội học tiếng Anh với chúng ta. Ok, càng đồng càng vui. Với âm T trong tiếng Anh. Ok, đơn giản nha là T. Trong tiếng Việt thì cái này là T nha. Là ví dụ tốt, to, okay. Tô, tổ, tắt, tát, các thứ. Yeah. Thì nếu mà trong tiếng Việt âm này mình chỉ nói tơ 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 như thế. Trong tiếng Anh thì mình phải, trong lúc khi mà mình nói tơ, mình phải thổi không khí ra, thì nó sẽ là như thế này. Ok, ví dụ tơ tiếng Việt, thơ tiếng Anh. Nên mà các bạn có loa chính hãng hoặc là loa chất lượng cao để nghe rõ cái âm, cái sự khác nhau giữa hai âm này là âm tờ tiếng Việt và tờ tiếng Anh. Và tiếng Anh tờ tiếng Việt đúng không? Ví dụ nếu mà trong tiếng Việt mà mình đọc từ table thì nó sẽ đọc là table, ok? Và table đó là phát âm sai trong tiếng Anh, mình phải nói table, ok? Nhưng lại không phải cái âm sờ nhiều các bạn thì thấy nhiều các bạn nói là như kiểu là thêm vào s, sau đó bạn nó sẽ nói là it. Với từ này rất khó. Ok. Ok. Từ này trong tiếng Anh nó là it. It. Alright. Không phải là it. Không phải là it. Nhiều các bạn nghe được phải nói là cái này thế nào. Itsy. Đúng không? Itsy. Very nice outside. Ok. It is very nice outside. It is very nice outside. Nhiều lúc khi mà it is này thì nó sẽ liền nhá, sẽ là it is. Ok. Nếu mà mình không muốn liền thì nó sẽ là it. It. Thôi không khi ra is. Nhưng không phải là it, không có s gì cả. Sự khác nhau it. It. It đúng là nếu mà mình viết như thế này thì nó mới là it. Nó sẽ là it. 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 Khác nhau, ok? It là khi mà có it is get that hoặc là ok? Hoặc là it has get that. Còn it chỉ là it thôi, không phải là it. Ok? Mình nhớ để thổi không khí ra mà không thêm vào âm sờ. Thầy biết cái này bởi vì cái này rất khó cho người Việt, bởi vì bình thường khi mà tờ cuối từ nó là đi kèm mình không nói. Thế mà ví dụ là từ này chuẩn tiếng Việt đúng không? Thì nó là it. Là it. Cũng không nói tờ hết như kiểu là tốt, đã ok, một ví dụ tốt hơn là đúng là từ này luôn thì nó sẽ là tốt. Cái tờ đầu tiên thì nó là tờ hết 100% tờ nhá, tờ rồi tờ cuối thì là tốt. Cái cuối từ thì mình không nói hết tờ này, trong tiếng Anh phải nói và phải thổi không khí ra it. Ok, kể cả đầu tư thì cũng thế, thì nó sẽ là ví dụ table nhá, table thì đây là cách đọc và đúng cách phải âm thở trong tiếng Anh. Nhớ mình thổi không khí ra khi mà mình nói. Để xem các bạn có câu hỏi gì không. Mình đã làm gì thì cứ nói hiện tại hoàn thành, không nói rõ thời gian phải không thầy? Đây là tùy Nguyễn Hải Nam. Nếu mà mình không muốn nói về thời gian trong quá khứ, hoặc là mình thấy cái thời gian chính xác không quan trọng thì mình sẽ dùng present perfect. Ok, tùy trường hợp. Tất nhiên rồi, nếu mà mình muốn nói thời gian và hay là thời gian có quan trọng thì mình sẽ phải dùng past simple hoặc là past perfect. Tùy á. Thì tóm lại thì về chi tiết rõ này thì rõ như thế này thì sẽ bắt đầu từ lần sau thì sẽ giải thích chính xác mỗi thì như thế nào. Chữ tờ tiếng Anh đọc gần giống thờ ở Việt Nam. No. Thờ ở Việt Nam thì nó có hờ
còn trong tiếng Anh không có hơi gì cả và cũng không có ở, nó là, có nghĩa là sau tơ này không có âm gì cả, chỉ có tơ thôi, nhưng mà mình không thổi không khí ra khi mà mình nói tơ. Còn thờ Việt Nam có hai âm sau, có hở và có ơ và dầu huyên nữa, để làm gì? Nó chỉ có tơ và thổi không khí ra. Thầy không nói tư, không nói tơ, không nói tơ và âm khác nữa, chỉ nói. Ví dụ nữa, cái bài nhá, table, ok, cái gì nhỉ, cái điện thoại nhá, telephone, ok, khách du lịch, tourist, ok, là như thế này, không có tourist hay là gì đó hết đâu, em không có làm được âm tơ, thờ, toàn bị đọc thành thát trong tiếng Việt thôi. Đúng rồi, giống như là thầy vừa giải thích xong, không nói âm khác sau tờ, không nói hơi, không nói o, chỉ nói là thờ thôi, là không giống nhau mà không biết được sao cả. Không giống nhau anh đã xóa rồi. Linh đã biến hello. Người Anh có các phương án khác nhau ở những vùng miền khác nhau không thấy? Tất nhiên rồi, người Anh thì có cách phát âm khác nhau để mà so với người Mỹ, với cả người Anh có người cách phát âm khác nhau ở trong nước Anh hay là Anh Quốc hay là Vương Quốc, giống như ở Việt Nam khi mà người miền Bắc nói khác người miền Nam và nói khác người miền Trung, okay. Thì ở cả ở Mỹ nữa thì có người Mỹ sẽ có giọng khác người Mỹ, từ ví dụ phía Tây và phía Đông của Mỹ sẽ có nói khác, hay là miền Bắc hay là miền Nam, rất nhiều, tất nhiên rồi. Cái này thầy nghĩ cái này là một quá trình xảy ra với ngôn ngữ nào trên thế giới này, khi mà khu vực giọng thì người ta sẽ nói một cách khác nhau, sẽ tự tạo ra, bởi vì ngôn ngữ luôn luôn đang thay đổi và không bao giờ sẽ dừng lại, luôn luôn đang thay đổi. Thế thì khi mà thay đổi trong một khu vực tất nhiên sẽ thay đổi kiểu khác trong một khu vực khác thì có giọng khác nhau. Ok, thế bây giờ nếu mà có câu hỏi nữa thì các bạn cứ viết vào đây, thầy sẽ kiểm tra và sẽ trả lời. Hai nha. Alright, thế bây giờ để thầy tiếp tục với phần cuối của buổi livestream hôm nay, vẫn còn 15 phút nhưng mà chắc là thầy sẽ dài 20 phút nữa. Về những từ mà khó phân biệt, lần trước thì interesting. Ok, thì lần trước thầy nhắc lại nhé, lần trước thầy đã dạy về từ interesting, thú vị, nhớ trong âm một chân in nhá, interesting. Ok, các bạn có thể nói lại theo thầy nhé, một lần nữa, interesting. Ok, từ tiếp theo thầy đã dạy lần trước là develop. Ok, trong âm một chân về, phát triển nhá. Rồi guitar. Rồi career and Korean, yeah, the nước và quốc tịch Korean, Hàn Quốc. Rồi vegetable and rau, yeah, and comfortable. Okay, giống như vegetable, comfortable. Tiếp tục với grandmother and grandfather, yeah. Grand, yeah, grandmother, grandfather, là bà, ông, yeah. Nephew, là cháu trai của cô chú bác. Hotel, khách sạn. Các bạn nhớ không phải là hotel, trong âm trên âm tiết cuối thở. Confident, tự tin, yeah. Confident, trong âm trần con, không phải là confident, yeah. Confident. And unconfident, không tự tin. Unconfident. Alright, trong âm vẫn giữ ở trên con. Rồi, ok. Thế bây giờ thầy sẽ tiếp tục với một số từ mà thầy chuẩn bị cho hôm nay. Thì thầy sẽ bắt đầu với một cặp từ rất là phổ biến ở Việt Nam. Thì
đặc biệt từ đầu tiên, các bạn chắc là có thể đoán được không? Từ đầu tiên thì sẽ là to marry and to divorce. To marry, what does it mean? Các bạn có biết không? Các bạn có 5 giây để trả lời. To marry, thầy chắc chắn biết, thầy rất là chắc chắn các bạn biết về từ này, còn để xem. Thầy rất nhiệt tình, love you. Hùng bà, thank you. Ok, thì các bạn có biết to marry tiếng Việt là gì? Cưới, đúng rồi, ok. Marry hack và get married thế nào ạ? Thầy đang giải thích nhé. Okay, so to marry means cưới, tất nhiên rồi. To divorce, what does it mean? Nếu mà thầy nói về to marry, cưới, thì to divorce là gì trong tiếng Việt? Marry, cưới, đúng rồi. To divorce, what does it mean? Trong tiếng Việt, to divorce là gì? Xem có ai biết không? Kết hôn. No. À, đây là cưới rồi, ok. Lâm đâm cưới. Hủy, yes, to marry. Cưới, yes. Ly thân hay ly dị? Thủy. Ly hôn. Ly hôn cũng là ly dị không? Yeah. Ly hôn, ly dị, yes, thủy. Và ly thân không phải. Ly thân means separate, vẫn cưới. Yes, to divorce is ly dị. To marry is cưới. Cách dùng bao giờ nhá? Thế, to marry và to divorce sẽ dùng, những động từ này sẽ dùng thân ngữ. Thì mình nói là cưới ai đó, đúng không? Trong tiếng Anh thì sẽ là to marry someone, okay, hay là somebody, okay? To divorce cũng thế, okay? To marry someone, cưới ai đó. To divorce someone, ly dị ai đó. Okay? Đến bây giờ thì đơn giản, đúng không? Cưới là bị động nên phải thêm ed, không phải. Ok, cưới và divorce giống như thầy giải thích. Đang giải thích bây giờ to marry, to divorce là hai động từ bình thường sẽ có chủ động và bị động. Thầy sẽ giải thích bây giờ, ok. Thế bình thường, chủ động là to marry someone, cưới ai đó, chủ động thoải mái 100%. To divorce someone, ly dị ai đó, ly dị ai đó, chủ động 100%, không vấn đề gì, không phải là bị động, ok. Thầy ý là marry, kết hôn. Đúng rồi, ok anh, thầy hiểu. Ok, now, phần bị động, ok, của động từ này là to, là thế nào? Các bạn có biết phần mẫu bị động của từ to marry không? Okay, so bị động, okay, là to get married, đúng rồi, thêm ed bởi vì là bị động, to someone, okay. Nhưng mà marry động từ bình thường, to marry someone, chủ động. To get married to someone, bị động thì nó mà bị động sẽ ed và sẽ có get. Get trong tiếng Anh là cả hai, bị hay là được trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh mình không phân biệt giữa phủ định hành động phủ định hay là hành động khẳng định. Ok, không phải là phủ định khẳng định mà hành động tốt hay là hành động không tốt thì không có bị được, đều là get. Ok, you can, I can get married, một điều tốt. Và cũng I can get divorced, bị ly dị. Ok, từ ai đó. Understand? Đều ở đây thì get, ở đây tất nhiên là được, chứ mình không là bị cười, đúng không? Nhưng là được cười. Và bị ly dị chứ không phải là được ly dị. Hay là nếu mà mình rất vui mình đã ly dị thì ok, thì sẽ nói là được ly dị cuối cùng. Uf. Ok. So, to get married to someone, nhớ các bạn đừng dùng to get married with someone. Nó là một lỗi thường gặp, ok? Không phải là with, you get married to someone. Alright? And you get divorced from someone. Yeah? Hơn nữa, mình cũng có okay, mình cũng có to be married to someone,
và to be divorced someone, to be divorced from someone rất hiếm. Ít người dùng cái mẫu này, bởi vì là you see, to be married someone, married ở đây là một tính từ, ok, chứ không phải là động từ bị động. Để thông lại cho rõ hơn, to marry someone, marry là động từ chủ động. To get married, marry là động từ be động, to get married. Ok, to be married, married sau động từ là, nó là một tính từ, không phải là động từ nữa. Ok, và cái câu này to be married someone là một trạng thái. Thế cho nên vẫn sử dụng được to get married to someone, nó nói về lúc khi mà mình đã cưới ai đó. Alright, for example, I got married last year. Ok, có nghĩa là tôi đã cưới năm ngoái. I am married, ok, now. Tôi vẫn cưới, đang cưới rồi, ok, vẫn đang trong trạng thái cưới, ok. Thì rõ hơn đó, to get married, I got married to Ngân, my wife, last year. Alright, and I am married to Ngân now. I was married last year, I am married now. Okay, tomorrow I will be married. Nó là một trạng thái, đó là một tính từ. Okay, thì các bạn đừng nhầm. To get married nói về một lúc khi mà mình đã khi tờ giấy đó hoặc là đã có đám cưới thì nó là get married một lúc. Động từ bị động. Okay, to marry someone không thể. I married Ngân, my wife, last year. Nó là về lúc khi mà mình đã làm hành động đó. Okay, còn to be married nó là một trạng thái và married là một tính từ. Okay, ví dụ I am tall, nó là một trạng thái, không phải là một hành động. Alright, với divorce thì cũng thế, to divorce someone, okay, là hành động, chủ động, okay, là phải chơi lý dị, okay, thì không bao giờ lý dị, nhưng mà nếu mà ai đó lý dị thì sẽ là he divorced his wife 5 years ago. Alright, nó là một hành động. Be done, to get divorced from someone, he got divorced from her 2 years ago. Trước đây 2 năm đã ly dị, đã ký tờ giấy không cưới nữa. Okay, không phải là vợ chồng nữa, thì nó là hành động. To be divorced from someone thì cũng là một trạng thái giống như to be married. Vì vậy, bởi vì married là một trạng thái mình đang ở trong trạng thái đấy. Còn divorce là một trạng thái là mình không phải ở trong trạng thái cưới nữa. Thế thì ít khi người ta dùng về ly dị như một trạng thái. Là nếu mà I am divorced from someone thì ok, I am divorced, quá rồi, không còn ai từ ai đó. Nó là trạng thái qua mình thì không còn ai với ai. Nhưng mà thì married là trạng thái mình, I am married to someone, thì mình cần nói là với ai đó. Thế thì sẽ dùng là I am married to ai đó. Còn I am divorced from ai đó thì không cần mình đã ly dị từ ai. Mình đã ly dị ai đó, mình đã ly dị thì là ok rồi. Cái là cái quan trọng. Vì vậy cái câu cuối to be divorced from someone ít khi sử dụng. Ok, để thầy xem nếu mà các bạn có câu hỏi gì không. To marry someone, đúng rồi Trần Văn Thoại, nhưng mà không phải là marry M-E-R-R-I mà là marry M-A-R-R-I. Ok, xem lại về đánh vần. I'm not married, I'm single, correct Thủy? Yes. Okay, marry, không phải marry anh ấy. Okay, yes, correct. Marry, không phải marry. Okay, marry, okay, good. Em vào môn của giờ phải xem lại. Okay, không sao. Bởi vì tuần này thầy mới đổi giờ thì chắc là nhiều các bạn chưa quen. Nhưng mà không sao, thầy sẽ để video này trên bài trên trang của thầy và các bạn có thể xem lại, không vấn đề gì. Các bạn nhớ share nhé, để nhiều người, như các bạn hay nhiều người khác đã bận và không thể xem trực tiếp thì đấy có thể xem sau. Cảm ơn thầy, không có gì. Hello Tâm, vào hơi muộn. Ok, thế để ôn tập lại nhá. To marry someone, cưới ai đó, hành động, chủ động. Ok, to marry, chủ động. To divorce someone, ly dị ai đó, hành động. Ok, động từ, chủ động. To get married to someone, cưới ai đó, ok, hay là rước cưới ai đó, hành động, động từ, bị động. To get divorced from someone, ok, là hành động,
Động từ be động, be gì ấy? To be married to someone, trạng thái. Ok, không phải là hành động, trạng thái. Married là tính từ, không phải là động từ nữa. Động từ chủ động, động từ be động, tính từ. To be divorced from someone, ok, là trạng thái. Divorce là tính từ. Thế thì divorce là động từ chủ động, động từ be động, tính từ. To be divorced from someone, trạng thái. Ok. Right. Up on YouTube mọi người xem lại. Ok, thầy cũng có channel YouTube nhưng mà những người xem thầy chưa biết về làm marketing về YouTube. Thì thầy đang nghiên cứu, thầy sẽ làm nhiều video lắm thầy cũng có và muốn up ở trên YouTube. Ủa, tiếp tục nhanh hơn không thầy. Thank you Emily. Ok. Chào Hương. Xong ca. Trước thì thầy không biết buổi livestream trước hay là buổi livestream nữa trước nữa thầy đã giải thích về cách học từ vựng. Bạn xuống trên trang của thầy và xem miêu tả của những buổi livestream của thầy và sẽ có một cái là từ vựng và cách học từ vựng ý. Và thầy đã giải thích ở đó. Mình nếu mà giải thích lại thì sẽ chỉ thời gian của người khác. Ok. Thì thầy tiếp tục với một số từ khác mà các bạn có nhiều các bạn dùng sai. Lần trước thì thầy cũng giải thích về bake và grill. Bake là nướng lò, and grill là nướng than, hoặc là nướng gì nói chung. Rồi thầy cũng sẽ muốn giải thích về một từ rất là phổ biến và các bạn cũng hay nhầm từ này. Nó có hai cách đánh vần, đó là favorite, phải là như nhau, favorite favorite. Ok, đây là cách viết tiếng Anh OU. Và đây là cách viết favorite, các bạn phải hiểu, bởi vì trong tiếng Việt favorite không tồn tại, favorite là thích nhất. Ok, nhưng mà trong tiếng Anh favorite là một tính từ để nguyên riêng một mình. Ok, chứ không phải là một động từ cộng với nhất. Favorite là thích nhất, có nghĩa là thích nhất nhưng mà nó là một tính từ. Thế thì ví dụ khi mà mình nói favorite car thì có nghĩa là mình có thể thích rất nhiều xe hơi, rất nhiều xe ô tô, nhưng mình chỉ có một chiếc, một mẫu mà mình thích nhất, thích hơn tất cả xe ô tô khác thì nó sẽ là my favorite car. Favorite color, màu, ok, màu mà mình thích nhất, mình có thể thích màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, cả hai loại, xanh lá cây và xanh biển, nhiều màu lắm, nhưng mà màu mà mình thích nhất là màu xanh lá cây. Như chẳng hạn, có nghĩa là mình thích xanh lá cây nhiều hơn tất cả màu khác. Đồ ăn mình thích nhất, và mình có thể thích phở, hủ tiếu, bún, bít tết, bánh mì, bread, rất là nhiều món ăn mình có thể thích, nhưng mình thích nhiều nhất, ví dụ gì nhỉ, lẩu bò, ok, thì cái món này lẩu bò mình thích nhiều hơn tất cả món khác trên thế giới này thì nó là favorite, là thích nhất. Vì vậy khi mà mình nói về cái gì favorite, mình phải nghĩ về một hoặc là nhiều nhất là hai thứ trong lĩnh vực đó, trong ngành đó. Bởi vì là nếu mà favorite là thích nhất, mình không thể có năm thứ mà mình thích nhất. Nhiều nhất là hai. Ok, nếu mà mình ví dụ về màu, mình không thể chọn giữa blue and green. Ok, mình thích cả hai hơi như nhau thì ok, nhưng mà hai cái này mình phải thích nhiều hơn tất cả màu khác. Thế thì nhiều nhất là hai khi mà mình trả lời về cái gì favorite. Rất là nhiều lúc khi mà thầy hỏi ở Hà Nội ví dụ hoặc là ở Sài Gòn thì lại món ăn bạn thích nhất là món ăn gì, và bạn là gì, gọi là phở, thầy cũng không thích. Và sau giải thích xong thì học sinh nó cũng chấp nhận và là ok, đúng rồi, không phải là phở. Bởi vì ok, mình ăn phở hàng ngày, mình thích phở, ok, nhưng mà không thể nói là món thích nhất của mình. Ví dụ món thích nhất của mình là khi mà mình sắp chết rồi, ok, hoặc là mình biết là bữa ăn cuối cùng của mình thì mình sẽ chọn gì, sẽ chọn phở, thì thầy cũng không nghĩ đó là sẽ là lựa chọn của mọi người. Ok, thì favorite, nhưng mà cái này hơi khó hiểu, bởi vì trong tiếng Việt thì mình không có từ favorite, chỉ có thích nhất. Thì favorite trong tiếng Anh là một tính từ để nguyện. Thế thì khi mà tính từ này là favorite thì mình nên sau đó sẽ có ví dụ favorite cộng với noun, danh từ. Ok, đó sẽ là favorite
color, favorite dish, favorite cái gì đó, tính từ, danh từ. Ok, ta nên sẽ phải được trước. Ok, để thầy xem. Nghe thầy phân biệt cách phân biệt phát âm của từ mommy và mummy. Mommy và mummy. Vậy giờ mà thầy không thể có live. Ok. Xong ca thì không, thầy có trong live stream. Thì em xem ở dưới trên trang này và xem miêu tả của những buổi live về từ về cách học thư vựng. Ok. Thầy phát âm D3 đi. D3 là cái gì? Thành đặt. D3 là cái gì? D3. Ok, D3. D3. Cái TH đó thì thầy đã trong một buổi trước của thầy, buổi lesson trước thì thầy đã giải thích đọc th thế nào thì nó là 3. Rồi D là D bình thường, D3. Ok. Ok. The mommy và mommy. Mommy. Ok, mommy nó là nó là a, nó là a như kiểu laptop, no, mommy. Nó là a. Ok, còn mommy nó là a như onion. Ok. Nguyễn Thị Thu Hương. Dạ, thì nó là mommy là mom như kiểu laptop, clock. Ok, mất gì nhớ không nhầm. Không, mà thầy không không nhớ rõ về về phiên âm. Nhưng mà phiên âm của mommy là như laptop, top, cuối, hoặc là clock. Ok, thì nó sẽ là ở giữa O và A, O, mommy. Còn mommy là như Hy Lạp, đúng không? Không phải Hy Lạp mà Ai Cập. Rồi người chất chất nhìn thấy nhá, thì là thế là mommy giống như onion, hoặc là love, hoặc là under, là A thôi, là A không có O gì cả. Ok, thì mẹ sẽ là mommy. And người chất này thầy không biết mommy tiếng Việt là gì. Sẽ gọi là mommy. Ok, thì sự khác nhau lại mommy, mẹ, mommy. Ok, mommy là yeah. Ok. Ok. Chữ TH của 3 đọc giống think. Đúng rồi. Nguyễn Hai Nam, đúng rồi. 3, think, như nhau, sợ sợ. E với E được không ạ? Đúng rồi, ok, thành đạt. Nếu mà thầy nhớ không nhầm thì cũng trong buổi live stream trước và thầy thì cũng có cái này, nhưng mà không sao, cái này nhanh thì thầy có thể giải thích lại. Cái âm A thì nó bắt đầu với E, kết thúc bằng A, cùng âm luôn. Ok, ví dụ, nếu mà là nói chậm lắm thì sẽ là E, nhưng mà mình nói ghép với nhau A. Mình bắt đầu E, mà mình kết thúc, khi mà kết thúc âm đó, mình kết thúc âm đó bằng A. Còn E thì là E bình thường. Right. Nhưng đấy ví dụ cái A đó, mình bắt đầu với E nhưng mà cuối thì sẽ là A. A. Đúng không? Còn E là E. E bắt đầu với E vẫn kết thúc với E. 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 A. E. A. Ví dụ từ cat. Ok. Bat. Ok. Là thành. Hay là bad. Bad là xấu, còn bed là giường. Ok. À, xác cướp, yeah, đúng rồi. Thank you, người Thái Nam thầy quen. Xác cướp, xác là corpse, gớp là như mình gớp thịt. Có logic. Nó gớp để không thối. D3 trong chuyên âm đó thầy. Thầy không công quen, thầy không hiểu D3 là gì. Cho em cố gắng để viết đi mà nó không trông như thế này thì thầy không nhận ra em nói được phiên âm nào. Em lên trên Google và xem một từ nào đó và em copy paste chép sao cho thầy để thầy biết. Như thế này thì thầy cứ đọc là D3 thì... Hello Tai, thank you. Ajo, ok ok. Cảm ơn vợ, ok. Vợ có thầy đang nhìn thấy và đang nhận ra. Ok, D3 đó là Jo. Trong tiếng Việt không có từ đấy thì thầy không có cách giải thích, chỉ phải bật trước thôi. Nó là hơi giống với chờ. Ok, chờ là mình sẽ hát, nghĩa là chờ. Nhưng lại không phải là chờ mà là chờ. Ok, thì là như thế thôi, ví dụ chờ.
like George, or like geology, geography, Not like ch, say hat is like ch, and then not like j, ch, j, ch, j. Về giờ thì lợi của mình sẽ chậm chân nhà của mông của mình sẽ chậm mạnh hơn giờ, ok, sát hơn giờ là như vậy thôi. Phần thứ hai ấy thầy ạ, phần thứ hai đúng rồi, ok. Fight and find, tất nhiên rồi. Nguyễn Hoàng Đức, fight thì đấy có cái tơ đấy. Mà thầy vừa giải thích trong buổi livestream hôm nay là thì sẽ là fight, còn find có n cuối thôi, find, yeah, thì đánh nhau sẽ là fight, còn tốt sẽ là find, yeah, khác nhau, fight, find, cái phơ ai như nhau fight fight nhưng mà kết thúc sẽ kết thúc bằng âm về đánh nhau và về ok, được, tốt. Lại một lần nữa, fight, fine, ok. Ok, hello Hương, đã tham gia hơi muộn, thời gian kết thúc rồi. Ok, ok, thì một một số từ nữa và xong rồi nhé. Thì thầy có một từ các bạn cũng hay phổ biến với các bạn, đó là từ ngon. Các bạn nói ngon thế nào? Ngon tiếng Việt là gì? Thầy đoàn trước sẽ nói hơi sai. Ok. Thì ví dụ mình đi một nhà hàng nào đó, mình ăn một món nào đó và mình thấy món đó ngon, thì mình sẽ nói như nào? Oh, this dish is... Thầy chờ một chút để các bạn trả lời. Rồi thầy sẽ bảo các bạn nếu mà sai và sai tại sao? Tại sao sai? Trong thời gian thời gian chờ thì các bạn nhớ share buổi livestream này để nhiều người có thể xem và có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Và hay thấy như thế với mình, với chúng ta càng đồng càng vui. Good. Ok, good. Nhưng mà good là một cái rất là nói chung chung. Nếu mà mình chỉ muốn nói một từ miêu tả sự ngon của một món nào đó thì mình sẽ dùng từ gì? Good, ok, good, mà good là tốt, ok. Còn cái nào nữa? Nếu mà mình chỉ muốn ngon, ví dụ nếu mà mình nói like, oh, this movie is good, mình không thể nói là, oh, phim này ngon, đúng không? Phim này tốt, phim này hay. Thì good là một thứ rất là chung chung, có thể có nghĩa là hay, là ngon, là các thứ. Nhưng mà thấy muốn muốn hỏi các bạn, nếu mà các bạn biết một một từ để nói để phiên dịch ngon, chỉ là ngon thôi về vị của đồ ăn trong tiếng Anh thì là từ gì? Very good, very good là rất rất ngon, không phải là ngon. Đối với tasty, very good, correct. Tài, tasty, delicious, tasty yes, delicious no. Cho hỏi delicious no. Và thầy đã giải, tài thầy đã giải thích ở trong lớp mà. So, hai từ này hai nhầm với nhau. Delicious và tasty, ok. Tasty đến từ từ taste. Taste là vị. Thì tasty có nghĩa là vị, hay là có vị, hay là có vị ngon thì nó là ngon, tasty. Còn mình ăn cái gì đó mình thấy cái đó ngon, bình thường, ngọt tốt, ngon bình thường, không phải ngon đặc biệt, không phải ngon lắm, thì nó sẽ là tasty. Còn delicious mới là rất ngon, ngon tuyệt, ngon cực, ok, quá ngon luôn. Ăn cái gì đó mình ngon, cái này thật sự ngon nhỉ, thì nó là delicious, ok. Còn mình ăn cái gì là ngon thì là yeah, it's tasty, it's good, it's tasty, yeah, không phải delicious. Nó là một loại thầy đã xem rất là nhiều lần rồi, yeah. Delicious nhớ cái gì mình làm, oh, rất là muốn ăn cái đấy mãi luôn thì mới gọi là delicious, ok. Và cặp từ cuối, okay. Không phải delicious nhá. It's very delicious, yeah. Nó rất là ngon cực luôn thì nó là very delicious, yes.
Yummy, ok, yummy cũng là tasty, là ngon, yeah, yummy. Alright, tiếp tục nhé, là về một số từ và cái này nói luận nói chung. Bởi vì tiếng Việt nó là về phát âm, bởi vì tiếng Việt là một ngôn ngữ từ nào cũng có một âm tiết thôi, thì khi mà trong tiếng Anh mình sẽ gặp những từ ngắn như thế này thì mình sẽ có bản năng để mình nói như kiểu tiếng Việt. Thì bình thường cái này học sinh vào đây sẽ được là look, took, book, ok, thì kiểu được là sắc gì đó, ok, hay là read. Nói chung thầy muốn nói với các bạn, khi mà gặp từ ngắn như thế này trong tiếng Anh, các bạn đừng nhảy trong với giọng của mình, ok, đừng làm look, took, book các thứ, nhưng nói từ từ bình thường, look. Không cần nói dài là look gì đó đâu, nhưng mà look, không là look, took, không phải là took, book, không phải là book. Kể cả nó đúng là u ngắn của tiếng Anh, nhưng không có nghĩa mình phải cắt ngắn lắm và phải lên giọng, ok, lên giọng của mình như thế này, lên giọng của mình như thế này, ok, nhầm rồi á. Thì cái này nhớ là look, took, book, read, have, các thứ. No, khi mà mình nhớ nguyên tắc này, khi mà mình gặp một từ ngắn như thế này trong tiếng Anh, mình nhớ thiền, bình tĩnh và nói là look, book, took. Các bạn để ý giọng của thầy thì cũng sẽ là u này ngắn, không dài đâu, nhưng không lên giọng như thế. Look, took, book, read. Ok, thì là e nó read cũng là e dài nó, thì read hoặc là read, yeah. Alright, thêm một lần nữa, đọc lại theo thời tập. Look, book, took. Ok, thế thầy đã hết buổi live stream hôm nay với những cái gì thầy đã cho mình. Nếu mà bây giờ các bạn có những câu hỏi thì thầy sẽ dành một vài phút nữa để trả lời trực tiếp cho các bạn. Âm u dài trong phiên âm viết là u phải không ạ? Đúng rồi Thúy, là như thế. Ok, thế nếu mà các bạn không có câu hỏi gì nào thì các bạn nhớ share bài live stream hôm nay. Và thầy cũng muốn cảm ơn các bạn đã tham gia. Và các bạn nhớ thầy đã đổi giờ và đến bắt đầu từ hôm nay và đến tuần sau nữa thì những buổi live stream của thầy sẽ hàng tối thứ sáu lúc 9 giờ tối chứ không là 8 giờ tối nữa, 9 giờ tối đến 10 giờ tối. Ok, thầy sẽ có một phần ngữ pháp, phát âm và một số từ vựng nữa. Bắt đầu từ tuần sau thì thầy sẽ bắt đầu dạy về những thì trong tiếng Anh. Thì tuần sau thầy sẽ chuẩn bị dạy về thì hiện tại đơn và thì hiện tại biến diễn. Các bạn nhớ share bài này và bảo các bạn để làm sao cũng tham gia với mình cho vui. Dòng lực tực bực. Yeah, lực bực. Không, nhưng mà cái đó là những kiểu dòng sách ấy. Không là lực tực bực là lực tức bực nam. Ok. Bây giờ người ta đó là những kiểu dòng sách trong là dòng nặng. Dù gì thì nó sai, ok. Thì nó là lực. Lực. Thực. Ok, không có dấu gì. Tiếng Anh không có dấu nặng, không có dấu sách. Thank you so much. Thank you. Welcome. Đức đang lên 2 lần live stream một tuần rồi. Thầy sẽ cố gắng, nhưng mà bây giờ thầy cũng rất là bận bởi vì thầy cũng bắt đầu câu lạc bộ dạy tiếng Việt. Thì sẽ đang có rất ít thời gian. Thì đến cho bây giờ, cho hiện tại, hiện giờ thì thầy sẽ chỉ có một buổi một tuần thôi. Thầy sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian để làm hai buổi. Nhưng mà thầy cũng dạy từ thứ hai đến thứ năm buổi tối, từ 6:30 đến 9:30. Thì trong tuần này thì thầy không có thời gian nữa để tổ chức live stream. Nhưng mà chắc là thầy sẽ cố gắng để tổ chức vào cuối tuần. Nhưng mà cho hiện tại thì thầy cũng hơi khá là bận, thì chưa có khả năng. Cảm ơn Nam, thầy cũng thấy rất vui khi mà em định luận như thế. Điều này thầy ơi, thầy phân biệt giúp em hai âm trong sinh và dành. Thầy đã giải thích cái đấy rồi, sơ và dơ. Ok, nó hơi dài nữa. Trong buổi live stream của thầy lần trước, em tìm trần trang để xem.
thì thầy đã miêu tả chính xác là thầy sẽ nói về cái gì, thì thầy đã giải thích rất rõ ràng về cách âm của cái hát này, sờ của tỉnh ví dụ và giờ của rèn. Ok, em xem lại, thầy đã giải thích rất là rõ. Thank you, good night and sweet dreams. Thank you, Phấn. You too. Thanh Vân, thank you, welcome. Tuấn, good night teacher, good night Tuấn. Cho em thầy sẽ có tiếng Việt với thầy. Em chắc là biết tiếng Việt rồi, Tuấn nhé. Trong tương lai thì thầy sẽ có những gặp gỡ giữa tiếng Anh, tiếng Việt. Ok, thì sẽ người nước ngoài học tiếng Việt với người Việt Nam học tiếng Anh sẽ gặp với nhau, sẽ gặp nhau và sẽ giao lưu cả hai ngôn ngữ. Nhưng mà chưa đến lúc, chưa chuẩn bị, thầy đang làm. Thôi thầy cố gắng một buổi là muốn rồi. Thầy sẽ cố gắng hai buổi, không sao. Good night teacher, see you again, see you again. Ok, cảm ơn các bạn. Đây là cuối của buổi livestream thứ 7 của thầy. Cảm ơn các bạn đã đến và đã tham gia. Và các bạn nhớ share bài này để nhiều người có thể xem các nông cảm vui. Và hẹn các bạn vào tối thứ 6, lúc 9 giờ tối, tuần sau. Bye bye. Have a good night and a great weekend. See you. Các bạn nhớ nhé, cái video này thì thầy sẽ không xóa, sẽ dẫn trang của mình của thầy thì sẽ các bạn sẽ có thể có cơ hội để xem lại để ôn tập nhé. Bye bye, good night. Good night teacher, good night, have a nice weekend. Thank you Tom, you too. See you Tuesday at 11:30. Yes, Tai, see you in class on Tuesday. See you Monday in the English club. Khá là buổi tiếng Anh thứ 2 mà, 5:30. Bye bye.